À, nhóm của em miền Tây TV xin chào cả nhà nha. Chào cả Thì hôm nhà. nay Hằng với Yên sẽ đi bắt một mớ ốc quắn nha cả nhà. Đi Đi thôi. thôi. Thì cái hầm này hôm bữa là mấy chị em mình bắt dẹm nè cả nhà. Nhưng mà thấy ốc quắn nhiều quá à, nên bữa nay mấy chị em mình sẽ đi ra đây bắt một mớ nha. Đi xuống Bữa nay nước thôi. sâu lắm á cả nhà, tại trời mưa. Mưa mấy nay mưa Ở lớn đây có luôn cây á. cầu nè nên Hằng đi theo cây cầu này nha. Coi chừng trượt nha. Nó cũng dễ trượt lắm á. Đúng rồi. Đây cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Ôi ôi nè cả nhà ơi. Đây. Nè Yên giùm Ui nè. nhìn kìa. Đây À nè. em bắt được con rồi Nó đeo theo nè. nè. Tuốt Chắc xuống đi. Mình tước đi nữa mấy con nhỏ hay mình lượt lại. xuống. Đúng Ơi đây bên tay chị nó nè. Trên đây nè. Đây. thả lại chỗ cũ. Thả lại. Ôi ơi cả nhà ơi, nó đeo theo mấy cọng rau muống đó nè. Wow. Chưa chưa chị chưa vững. Em đứng ở đâu sao nó chưa vững. Ở nó Đây. đu theo cái mấy miếng mủ nó này kìa. Đây có cái cây nè. Trời Trời ơi. ơi, ui 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 nè cả ui nhà ui. ơi, wow. Chiến lợi phẩm luôn. Lôi lại, lôi lại. Lo vô luôn đi. Không được nhưng mà cái Ê. cây này cũng gì ta. Nặng quá ta. Thôi bây giờ mình cứ cứ bắt đi. Cứ gỡ đi. Cứ rỡ đi. Rồi cả nhà ơi, thấy ham không? Trời yên Nhiều lâu. Ôi ôi, bên đây một đống luôn nè. Wow. quá. Cái này là con ốc bươu vàng. Tại vì cái đít của nó nhọn ha. Thả đó. Nè Ôi, ôi, hay là mình lôi lên luôn, chắc nặng lắm không nổi đâu. nặng Vậy lắm. gỡ cho. Đây nè cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Nhiều quá à. Chưa. À, nó đậu trên Ừ. cọng rau muống. Nước sâu quá, chưa đã chị bước xuống dưới nước Từ luôn. từ từ Ôi rất là từ sâu luôn sâu cả lắm nhà đó, thôi. Bây giờ mấy chị mình sẽ đi vòng 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 bờ vòng ở đây trong bờ nha tại cả vì nhà, ốc không nó cảm đeo nha. bám á mọi người, nó đeo Bốc nó, bám ốc luôn. nó đeo vô mấy cái cọng rau muống này cả nhà. Chị thấy cái nhánh rau muống đó không? Đây. Nè, thấy không cả nhà? Nó quá trời luôn. Yên. Cái gì kìa, cái gì Cái kìa? trái bự. Nhưng mà nó càng nhỏ Còn quá à. nhỏ quá Ơi Yên, trong đó nhóc luôn kìa, nó bò bò trong đó à. kìa. Để em xuống đó. Từ từ thôi. Nó sâu lắm. Ồ. Hình như ở cầu có nữa. Nó đeo theo mấy cái cây á. Bữa nay nước rất là sâu luôn. Ai. Wow, ở đây được một con bự nữa này cả nhà ơi. Wow. Ui em được con bự nè. Hay. Cái cây nào nó cũng đeo hết đó cả nhà nè, nhìn nè. Cái cây bay lớn thôi nè mà nó cũng đeo nữa. Nó đâu vô cây cầu á. Đó. Cái nào có cây là nó đeo à? Dạ. Coi mấy cái U u u u u. ấy ấy đây nè. Ai da, ai da. Không ổn. Ôi dưới chân chị nó nè Yên ơi. Ây da, da. Ê em đụng cái cây nha, cái cây cầu có nha. Đây cả nhà ơi, cái này là cái gì ta? Cái này là cái trứng ốc phải không ta? Chân Phải ốc không Yên? á. Trứng ốc bươu vàng thôi cả nhà. Không phải Đây cả luôn. nhà nhìn nè, đố cả nhà nha. Chị em mình biết trứng ốc mà không biết trứng ốc gì luôn á. Trứng ốc quắn hả? Đố cả nhà. Đây, ở đây. Ở dưới thân cầu quá trời luôn nè chị. Ôi, ở đây cũng có nữa nè, nhưng mà nó hơi nhỏ. Trời ơi, trời. Đây, cả nhà ơi. Bự bự không hả? Ô, dưới chân chưa đạp. Ôi ôi, nè cả nhà Chị bốc ơi. đất lên rồi. Đất Ôi. luôn. Ây da, chợt. Đây, nè. Thành quả đây. Đây. Đã quá à. Cả nhà có ai thích đi bắt ốc giống hai chị em mình không ta? Ai muốn đi thì liên hệ với hai chị em mình sẽ dẫn cho đi bắt ốc nha. Liên hệ. Đó, đất luôn rồi nè. Đất luôn, bắt ốc rồi bắt đất luôn. Tại vì nó nằm ở dưới. Ôi ơi. Nó nằm ở dưới nhất hết trơn đi. Ô cái con gì cắn. Chị lôi khúc cây đó vô chị. Cái này nhỏ quá. Wow. Wow, đây nè cả Wow. nhà ơi, nguyên một dài luôn nè. Thôi mình bắt con bự đi. Mình bắt con bự đi nha. Để con nhỏ lại. Nè cả nhà, cái ốc đồng của mình nó rất là đen luôn á, còn mà cái ốc sông của mình nó thì nó trắng lắm luôn á. Rồi mấy con này mình để lại đi. Hai chị em mình đứng vòng vòng đây thôi mà bắt được một đống luôn á. Hai Ốc mình. nó hay vô gần bờ mà. Ừ. Ô ô ô ô. Ui, Ô. nước sâu nha chị. Sao quá? Sâu quá cả nhà ơi.
Hay là mình đi đổi chỗ khác đi, đổi điểm qua bên kia đi. Ê, con ốc nó bự quá, mấy ốc này. Ơi ơi. Ơi ơi. Chợt á, nó trơn lắm luôn á. Đi, thôi mình đổi qua bên chỗ bên kia đi. Đúng rồi. Đi, yên lên trước đi. Qua bên chỗ bưởi là yên phái lắm nha cả nhà. Nói tới chứ bự là yên phái thì ngộ vậy đó. Cẩn thận nha. Ôi. Đi thôi. Thôi cả nhà ơi, thì hai chị em mình đi ngang đây thì thấy ốc nó nhiều quá trời luôn nè. Hai chị em mình. Ủa nè cả nhà thấy không? Xuống dưới đây. Đó, nó đeo theo mấy cái cây kìa. Ở dưới đây cá chắc cũng nhiều lắm á cả nhà. Nãy giờ em thấy ngốp quá nó trời ngốp, luôn. Ngốp quá trời luôn kìa, nó quặn bụi lắm luôn á. Thôi giờ đó. Hai chị em mình xuống nha. Hai chị em mình quyết sẽ xuống đây nha. Tại thấy nhiều. Ôi chị thấy cá luôn kìa. Đâu trời ơi, nó nằm nó núp ở dưới mấy cái lá bưởi đó Yên. Trời ơi. Ở đây ốc nhiều quá. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà. Ôi sao trơn quá đây. Cây bự này có rai. Ê da. Ôi ơi. Sâu. Sâu, khá sâu. Khá là sâu. Ô. Con ốc này ốc gì chị? Đó. Ốc đó là ốc bu vàng. Quá hạ mùa màng. Đây cả nhà ơi. Cái cây Yên ơi, Yên giới thiệu giùm chị. Chị tuột xuống đây rồi. Chị bị tuột rồi. Cả nhà ơi, cái cây nè. Cái cây quá trời ốc luôn. Giờ mình sẽ rút ốc bự nha. Còn ốc nhỏ thì để lại, thả lại. Ôi. Ở đây ốc bu vàng nhiều quá. Để giùm chị. Cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy cái gì không? Trái bưởi. Hai chị em mình cũng đĩa ở đây rồi đó nha. Ây da. Ui, nè chị, nhìn nè. Ốc bu vàng. Wow. Nhiều quá vậy. Thấy hàm rồi. Đây, chỗ chị cũng có nó nhưng mà nó nhỏ quá. Trời ơi, nó đeo cái lá bự luôn. Chị phải chống mới được, nó tụt luôn, chị xuống. Cái cây bưởi này gai quá. Trời ơi, đây nè cả nhà. Ây da, đạp ra à. Ôi da. Đây. Nè chị đạp gai ở đâu? Đây. Cái gai bưởi á. Ôi ơi có sao? Vịnh chắc nha. Thôi em không có điểm tựa. Cái bưởi ơi. Cái bưởi ơi, bưởi là. Trái nào đây ta? Trái nào? Trái bưởi hả? À. Hằng sẽ xin một trái bưởi nha cả nhà. Ôi, cái này trái bưởi mà có con ốc nó đeo luôn nè cả nhà. Nhưng mà nó nhỏ quá nên không có hái. Hằng sẽ xin trái này nha. Ê, đây, đây. Cả nhà có ăn bưởi không? Chiến lợi phẩm không đấy? Để em đơn bò. Ui, ui, ui. Nằm im chỉnh nha. Đừng đi đâu. Ơi, ơi nè, nè cả nhà ơi, cả nhà, cả nhà. Ôi da. Wow. Đây. Ôi, từ, từ. Ham thiệt luôn á nè. Cái gì nó cũng đeo vô hết trơn luôn á. Đây. Mình sẽ lựa, bây giờ mình sẽ lựa mấy con bự mình bắt nha. Có điểm tựa là đeo à. Ây da, sao nó nổi vậy lên ta. Đây nè cả nhà. Còn mấy con này nhỏ quá chắc mình thả đi. Ờ mấy con nhỏ. Ôi, mình thả. Quá chừng chợt. Em đó. Dạ. Rồi mình đi vòng vòng lại già đằng kia nữa nha. Đây ôi, thôi. Ôi kìa. Ôi ham quá. Cái cương vịn, chị cương vịn đi nha. Wow. Thôi nhiêu đây được rồi. Con này nha. Ô ô ô ô. Rồi. Thả qua đây lại nha. Thì nó đeo cho mấy cái cây đó. Mình mò mò lại dài đằng đó đi. Khó đi qua đây. Nó trơn quá. Nó rất là trơn luôn á mọi người. Được không? Ô, nè, xung quanh Yên cũng có ốc này. Ý, nhóc luôn kìa Yên ơi. Nhưng mà chị buông không được. Em cũng đang tựa nè. Buông một cái là nặng chứ luôn á. Ây da, tù. Chị dịnh vô cái bờ á. Không có cái gì mà để chấm nè. Kìa, chị. Đây. Giờ em phải ngồi vậy chứ không có chỗ nào mà chống vô được trơn á. Trơn quá.
Mọi người ơi, nãy giờ thì mấy chị em bắt được bao nhiêu ốc rồi nè? Bao nhiêu đây thì cũng Đây. đủ để mấy chị em mình sơ chế món gì thì từ từ cả nhà sẽ biết nha. Ốc bự ốc nhỏ đều có Đây, nó luôn đeo vô cái này luôn nha nè. cả nhà, đủ loại. Bây giờ thì mấy chị em mình sẽ đi Còn vô đây là nha. trái bưởi rụng. Bữa rụng. Thôi mình đi vô thôi. Wow, thành quả của hai chị em mình trong một buổi bắt ốc. Mấy chị em mình sẽ lượt lại nha, mấy con nhỏ mình sẽ thả xuống sông. Mình thả. Nè. Này giống như chuyện tắm cám lựa đồ. Tắm cám lựa ốc hả? Lựa ốc. À, làm gì giờ Yên? Yên thích ăn cái gì? Lục xả hả chị? Lục xả hả? Ốc em thấy lục xả nhiều. Lục xả sẽ ngon không? Lâu rồi chị cũng không ăn ốc lục xả nữa. Chấm nước chấm. Chấm nước chấm hàng thánh nữa đó phải không? Thả xuống sông cho bự. Cho bự đi nữa bắt lại phải không? Đây thôi giờ đổ vô. Đổ cái mình sẽ rửa nha. Rửa. Chà cho nó. Chà đó có mùi cả nhà. Rồi Yên rửa đi nghe, chị đi vô giống củi nha. Dạ. Đây rửa rồi hết ra đây nè. Giờ chị vô miếng củi cho em rửa là giờ luôn đó. Rồi với mình đi cắt lá xả để vô cho hơn. Ừ. Chuyển xuống rồi. Đây, giờ em để ốc vô. Cái tiếng đó. Cái tiếng nó vang quá. Nhẹ nhẹ thôi. Để cắt lớp ốc lớp xả. À, mình chọn lại con hàng thì đâm tiêu nha. Hàng mới nhúm củi rồi đó. Bây giờ đợi Yên để ốc vô rồi mình sẽ luộc ốc thôi. Đơn giản mà dân dã luôn. Đơn giản mà ngon nữa. Ừ. Mình có nêm gì không chị? Có, mình xíu mình nêm, mình để lên lửa đi. Rồi mình nêm muối, bột ngọt, với tiêu. Em nghe nói hình như có thể bỏ lá ổi vô luộc được. Đúng rồi, lá ổi nó thơm lắm luôn á. Nhưng mà mình nhưng mà xả mình với tiêu được rồi ha. Dạ. Đây, giờ em để lên. Rồi để đi, chị lấy được muối với bột ngọt. Đây, chị đưa em. Nè, có cái muỗng luôn nè. Có muỗng trong keo luôn. Có. Một ít muối thôi nha. Một ít bột ngọt thôi nha. Ủa ta, cái trái bưởi của mình đâu? Trái bưởi. Ừ, quên nó trái bưởi. Trái bưởi của mình lấy đâu? Để quên nó chở nó vậy. Ai kỳ lắm rồi nha. Đường nữa chị ơi. À. Đây để thêm miếng muối này, em để hơn. Thêm một miếng. Trái bưởi đâu ta, nhớ lại coi nãy mình để lên giờ mình để ở đâu. Hay nãy caramel chở trái bưởi về. Ờ, đúng rồi. Caramel giấu trái bưởi ở đâu? Bưởi đâu? Như được. Để nắp lại. Rồi. Hay là mình xóc lên. Xóc lên chút xíu hay mình hạ xóc. Rồi. Hay là xóc lên cho nó đều gia vị á. Ờ, để chị đưa cái ấy này cho. Đưa nó. Ở chị lấy cái nắp. Cứ lắc đi nó cũng đều rồi, cái nắp của mình lạc ở đâu rồi. Chị kiếm. Chuyên nghiệp quá. Chắc mình để tiêu. Đâu biết mà. Đâu biết mà. Lắc nó bị tắt. Củi của mình nó bị ướt á nên nó bị tắt. Hồi sớm mưa. Cả này vô mùa mưa, bữa nào cũng mưa hết á cả nhà ơi. Đang chỉ mưa nó kìa cả nhà. Rồi. Đợi xíu. Chị đậy nắp đi coi chừng hơi khó cái nắp, để em đi kiếm cái nắp. Cái nắp mình. Ôi. Cả nhà ơi, thành quả của mấy chị em mình đây, tiếng nước chấm thành thánh. Với bữa rụng bữa nha cả nhà rồi. Thì món ốc luộc của mấy chị em mình cũng đã chín rồi, bây giờ mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn với hai chị em mình nha. Hai chị em mình, ba chị em. Ba chị em lộn. Nóng đó chị. Bữa nay có Kim nữa. Nóng nha Kim. Hồi nãy cho Kim đi bắt ốc luôn được rồi.
nó sợ nắng với sâu quá nên không cho đi. Ui còn nóng quá. Wow, hay cay á. Cay nha mọi người. Ôi, ốc này nó không có trứng luôn á cả nhà. Đây. Đây, không phải có trứng luôn. Mà cả nhà nha. Nó bị dằn. Ăn ốc mà xong mình có bự tráng miệng. Ngon quá. Con có trứng nè. Ngon. Nó sực sực luôn. Nóng. Vừa thổi vừa ăn luôn đó cả nhà. Thêm cảnh mưa nữa. Đang mưa, trời đang mưa. Ấm gì đâu, ốc ốc nóng nè, mưa nó ăn vô ấm. Ngon quá. Cái dai dai kìa. Đúng rồi. Ăn sụt sụt. Mình sẽ thử ăn con bự. Hồi nãy mình ngâm rồi á nên nó không có bị đắt á. Ốc mình bắt về ngâm, cắt ớt vô ngâm á nên nó không nó ra đắt lắm cả nhà. Ui. Nhưng mà nó có con. Có con á mình ngắt đi. Không thôi ăn nó sẽ bị nhám á. Ta chỉ làm nguyên một sâu ốc như sâu trà rem. Sâu thì phải lấy cây bự cây dài á. Chị đâm dồn vô luôn nè. Con bự nè. Đừng không kìm nóng đó nha. Ui con đó không có ốc, không gì, không có cái con luôn á. Vô mảnh luôn. Đây, hai sâu hai con luôn. Ui, cả nhà luôn. Trời ơi. Hết hồn. Trà ra men hết hồn. Ngon quá. Có xả nó thơm ghê luôn á. Ui, con nóng quá. Dài. Dài ngon. Ui, nóng quá. Chắc nó chấm ai làm ngon vậy ta? Ai làm ta? Ai làm chắc mọi người cũng biết rồi đó. Y gan vậy luôn á. Chấm phải lúc con ốc luôn á chị. Có thấm đều. Cay cay. Ăn thật thật. Giờ mưa mà ăn ốc mà nóng nóng nữa. Còn gì bằng nữa. Còn gì bằng. Hỏi rồi Kim. Con nữa nha. Đây. Wow. Thì cả nhà ơi, video của mấy chị em mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu cả nhà yêu thích kênh của mấy chị em tụi mình thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Bây giờ mình tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà.